Cập nhật tình hình Covid-19 thành phố Cần Thơ. Quận Cái đang tiêm vaccine cho 900 tiểu thương. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2021, quận Cái đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 6. Quận được thành phố phân bổ 1.152 liều Pfizer và 1.330 liều vaccine AstraZeneca. Quận triển khai 7 điểm tiêm ở trạm y tế, 1 điểm tiêm ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Dũng và điểm tiêm trong chợ Cái Răng. Trong đó, tiêm vaccine AstraZeneca mũi 1 cho 900 tiểu thương ở chợ Cái Răng, số còn lại tiêm mũi 2 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Riêng Pfizer ưu tiên tiêm mũi 2 cho người trên 65 tuổi, bệnh nền đã tiêm mũi 1 Moderna. Theo Trung tâm Y tế quận Cái Răng, trong tình hình khan hiếm vaccine, quận ưu tiên tiêm cho tiểu thương chợ Cái Răng. Đây là chợ lớn nhất của quận, lưu lượng mua bán tập trung rất đông. Cộng dồn đến ngày 23 tháng 9, toàn quận Cái Răng đã tiêm 33.071 liều vaccine cho người dân, trong đó 29.477 liều tiêm mũi 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.